Thanh Hương xin mến chào toàn thể các bạn và mời các bạn cùng vào bếp với Thanh Hương. Trưa nay, Thanh Hương nấu món canh rau mồng tơi với tôm khô và hành tím. Và nấu với tôm khô, giã nhuyễn tôm khô với hành tím. Cách nấu canh của bố mẹ mình hồi xưa, các cụ hay có câu là canh thì không mỡ. Bởi vậy thì Thanh Hương chỉ đun sôi nước lên, cho tôm khô vô và hành tím vô, nêm nếm đầy đủ và bỏ rau vô. Đó là được một nồi canh rồi, rất là mát ruột. Đây, nồi canh của Thanh Hương đã chín rồi đây. Sau đó thì Thanh Hương đi chiên cá. Sau khi hàn huyên một chút thì cá đã lên mâm rồi. Bới cơm cho cháu nội đôn thôi. Một chén cơm đầy ú nụ. Đó, úc núc luôn. Rồi múc cho cháu nội một chén canh, cho một con cá chiên. Đôn không thích ăn cá, bởi vậy là nội đôn sẽ phải chiên thêm cho đôn xíu mạ. Mời các bạn cùng ăn cơm trưa với Thanh Hương. Cá chiên giòn chấm mắm cay. Yeah. Sau đó thì Thanh Hương đi kho cá. Thanh Hương kho cá với cả đầu hành, phi thơm lên. Sau đó xếp hết cá vô. Xếp cá xong thì Thanh Hương cho hành lá lên cho thơm cá. Và nêm nếm theo khẩu vị của từng nhà nha. Ở đây thì Thanh Hương có nêm muối, hạt nêm, tiêu, nước mắm cay và một chút đường. Thanh Hương kho lưu riu và không bỏ nước nha các bạn. Và nồi cá kho này thì để ăn chiều. Chiều nay Thanh Hương sẽ làm món rau lang xào tỏi và ăn với cá kho tiêu. Các bạn cùng chờ mình làm món rau lang xào tỏi chiều nay nhé. Thanh Hương tiếp tục mời các bạn nấu cơm chiều cùng với Thanh Hương. Bây giờ thì Thanh Hương đang trần rau và xào tỏi. Thanh Hương phi thơm tỏi lên và chuẩn bị xào rau. Thanh Hương cũng chỉ nêm nếm đơn giản thôi, theo khẩu vị của mỗi gia đình nhé. Bữa cơm chiều nay thì có cá kho và rau lang xào tỏi. Trời mưa rất lớn, bởi vậy mình nghĩ rằng trời mưa thì ăn cơm với cá kho thì rất là ngon miệng. Đây, nồi cá kho của Thanh Hương đây. Bốc mùi thơm nghi ngút rồi. Trông cũng rất là hấp dẫn. Và kèm theo là một chảo rau khoai lang xào tỏi. Bây giờ thì đã đến giờ cơm chiều của gia đình nhà Thanh Hương. Thanh Hương chuẩn bị bới cơm cho hai cháu Đôn và Sarah. Hấp dẫn quá, nồi cá kho rất là ngon. Chưa ăn nhưng mà mình ngửi thấy mùi thơm của hành, của
nước cá rất là tuyệt vời đó các bạn. Các bạn ơi, chiều nay mưa rất là lớn mà có một đĩa cá kho và cơm nóng bốc nghi ngút thì cũng rất là tuyệt vời. Thanh Hương mời mọi người cùng ăn cơm với gia đình nhà Thanh Hương nhé. Và video Thanh Hương xin tạm dừng ở đây. Chúc cả nhà mình một bữa tối ngon miệng và hạnh phúc bên gia đình. Thanh Hương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye!